Sau một thời gian triển khai thí điểm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tới đây thủ tục đăng ký xe qua mạng sẽ được triển khai rộng rãi tại nhiều địa phương. Để đảm bảo hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi sử dụng dịch vụ này, Cục Cảnh sát Giao thông đã tập huấn sử dụng phần mềm đăng ký xe qua mạng Internet cho cán bộ chiến sĩ, đồng thời phối hợp với Tổng cục Thuế, Cục Đăng kiểm Việt Nam để liên thông thông tin về nộp thuế trước bạ và tra cứu thông tin đăng kiểm kết hợp với đăng ký xe.